Rồi, chào em. Dạ. Mừng em hôm nay đến với khu du lịch sinh thái Thiên Phú của anh ở huyện Cao Lãnh này. Dạ. Hôm nay em về cái vùng Đồng Tháp này tham quan ở đây, anh cũng có rất nhiều dịch vụ nha. Dạ. Thứ nhất là tại vì cái du lịch ở trên cái nền tảng làm du lịch nông nghiệp. Cho dạ. nên là một là trái cây, ưu điểm hai là các cái dịch vụ miền Tây, ví dụ như là dịch vụ sông nước là có cá giăng lưới này kia đó. Dạ. Cho nên là anh hôm nay là anh sẽ phục vụ em hết những cái trải nghiệm, những cái gì ở khu du lịch sinh thái Thiên Phú có. Dạ. Rồi. em có thấy mấy cá bự chưa? Cá chưa? Cái cá chơi khủng. Dạ. Yeah. Đó. Ôi. Đó. Cá này cá gì anh? Cá chê mà đột biến vàng á. Dạ. Rồi con này 15kg đó. À. Còn không, cá ảnh không bự cái này được. Ừ, cá nhỏ hơn quá. Cá này. Ừ đúng rồi. Cá này quá bự. Mà cái loại nó khác nữa, cá lóc chứ không phải là cá chê. Con dạ. Cá này cá chê, con ngạnh. Cá chê. Ờ bạch tạng. Ở đây là anh nuôi nhiều lắm ha anh? Đó, có cũng năm chừng chục con hả, chứ nó không có nhiều. Vậy hả? À. Cái này làm kiển đó chơi đó ha. Đúng rồi, để làm kiển chơi thôi chứ. Dạ. Muốn ăn thì cũng được, nhưng mà mình thấy nó quý hiếm rồi mình không ăn. Ừ. Thấy để tại cá bự quá để làm kiểu được cho mọi người xem. Kèm thêm là có mấy con cá. Đi anh ơi, đi sáu quả tiễn nữa nè. Vậy hả? Ờ đó. Ôi. Ôi. Mấy anh chị ơi, đây là xem con cá sấu anh chị ơi. Sáu quả tiễn nghe chứ không phải. Cá quả tiễn. Mình nó từ từ giống cá sấu. Này cá quả tiễn. Cái này là mua cái này cũng bộn tiền á anh. Mấy cá này là mất tiền lắm á. Cá này thì cũng bạn cho. Vậy hả? Cá này cá sấu nè cả nhà. Cá quả tiễn. Cá quả tiễn. Ừ, nó tự tự con cá sấu. Bỏ nó già, con này mà thải ra ngoài là nó ăn cá kia. Mà con này đẹp lẹp hơn con cá sấu nhiều. Đẹp hơn nha. Dạ. Cả nhà có xem chia sẻ giúp cho. Là vợ mới thì đâu mà nó tay chồng mới vợ. Dạ. Không họ. Không lẽ cuộc tình tay ba không có nổi. Không sao, bỏ người dắn người này, còn người này như xe này. Xe đó ha. Giờ là mình đi đâu anh? Mình đi ra ngoài sao, đi vòng giống như tham quan tổng quát cái đi. Đúng rồi. Sau đó rồi từ từ các cho anh chị ăn sáng cái đi. Vậy hả? Hai ông bà thức từ 5 giờ tới giờ. Vậy hả? Rồi ok. Ăn sáng là khu nào, trong đây hay là khu ngoài? Ngoài ra mình ra ngoài điện thoáng hơn. Ờ đã vòng đi ra. Ở ngoài này hả? Ở ngoài này hả? Rồi ok. Rồi lên xe đi ha. Đi mọi người đi. Đi với em anh ơi. Lấy ảnh kìa, tự nhiên mà. Tự nhiên em khai hàng luôn rồi. Lên xe đi. Lấy cái áo. Dạ. Lý. Không, cái này bây giờ anh giới thiệu cái khu du lịch mình như thế nào cho quý cô chú anh chị biết để có thể là đến đầu ủng hộ. Ở đây có những gì trò chơi đó. Thì ở đây là nó kính thưa với quý vị là mình ở đây khu du lịch sinh thái mình là làm du lịch trên nền tảng nông nghiệp, cho nên là chủ yếu là vườn cây ăn trái, thì nó có cũng đa dạng vườn cây ăn trái, ổi, xoài. Thì ở đây nó sẽ có 6 cái sản phẩm ô cốp của chương trình quốc gia. Địa chỉ rồi. Ở đây là ấp 3 xã Bình Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Rồi mình sẽ có những cái trải nghiệm về miền Tây nè, sông nước, câu lứ lờ lợp. Đó, rồi sẽ có một nguyên một cái dòng kênh súng nha. Dạ. Nguyên dòng kênh súng. Dạ. Rồi sẽ có các căn nhà dưới nước để cho mấy đứa trẻ nó tập bơi lội nữa. Dạ. Căn nhà dưới nước, rồi sẽ có một cái ruộng sen, có những đảo hoa trên ruộng sen và là một trái tim lớn để rằng mà mình đi ở trên dòng ruộng sen mình tham quan. Dạ. Đó là nó mấy là ra mắt vợ nhỏ. Như là ở đây gì rồi như ở đây gì rồi anh có cho người ta thuê như đám cưới sinh nhật được không?
Có chứ, mình sắp tới là sẽ đám tiệc sinh nhật sự kiện này kia là mình sẽ cho thuê luôn. Như là ta lợi mình cho mình hay là mình lợi mình cho người ta làm luôn. Rồi, rồi. Dạ, như là ở đây là dạ ở đây đám cưới cũng làm, đây sinh nhật cũng ở đây, mọi người nhớ ủng hộ nha mọi người. Đây là ở khu du lịch sinh thái Thiên Phú nha. Nói chung thì xây dựng tới bây giờ thì mình chỉ mới làm lại nó hoàn tất trong trong Tết Nguyên Đán mình vừa rồi đó, là cả 20 là bắt đầu tiếp khách đó. Ở bên dưới này mình vô trong kia mình đi bằng rồi, xe này. Rồi, đi bằng xe. Dạ xe này là xe du lịch anh ơi, du lịch. Xe này tự mình chế. Xe gỗ nha. Xe gỗ. Xe gỗ. Điểm tay chồng lên anh ơi. Bước lên anh ơi. Anh lên làm đi. Để cứng thừ đi. Đi. Cứng thừ lên đi. Cứng thừ lên luôn chứ. Ngồi lên ngồi nha. Cái gì cứng thừ hả? Anh tên Hoàng Anh mà ảnh đi đâu anh cũng nói tên ảnh cứng thừ, nghe ta đặt là cứng thừ luôn á. Đó, giờ mình đi bằng xe đi. Xe này ngồi được mấy người ạ? Ừ, mình chen chút nha, sáu mấy người gì đó. Dạ, muốn nha. Chen nha, sáu mấy người gì đó không? Dạ. Đẩy nổi không kia? Mọi người ở đây em nha. Ôm, chồng luôn. Ôi, nó giật cái đôi á. Thì không, cảm giác mạnh quá. Rất là mạnh. Áo phơi nắng cho anh ở đây đẹp quá anh. Đây rộng bao nhiêu anh? 5m3. 5m3. Không được ta nha. Cái bữa nay làm diễn viên mất đất kỹ này sao nó mắc cỡ quá. Không, anh ơi, làm mất tử nó mới hay anh ơi. Ờ, đã là bất ngờ đi. Đã ngọt kế bên người đẹp rồi mà, đã mắc cỡ sẵn rồi mà. Nhiều quá, dạ. Chưa mà anh chọn từ bất tử đó. Dạ. Đẹp quá. Đây. Cái này được cho khu du lịch cho mọi người. Thiên Phú. Đây, chị Thiên Phú được rồi. Nổ nổ đầu hai đây có cái áp rồi bọc bên kia mày chạy ra đâu mà chạy bọc vòng tròn đi đây giờ dài dài giới thiệu luôn anh rồi giờ đi bộ phải không đi bộ đi nó hay hơn rồi đi khu ở ngoài này là cái khu dòng kênh súng và nhãn rồi trái cây nói chung là chanh leo rồi nó cũng nhiều lắm rồi bông hoa ồ để nó cũng đông ghê nè hai ngoại có đầu cách đây quan ha rồi ngưng đây đi thôi mình đi rồi mình đi bộ đi nha yeah. Dạ nó bộ đi cho nó đẹp thôi rồi dừng đây đi pha để chỗ tránh đây đây nhãn nghèo quá sáng nhãn canh dây xe ồn ừ. Đi bộ đi cho nó vui cái lô bộ ổn ổn đi xe anh ơi đợi em với anh ơi đi bộ ngồi đi xe nó có len đi bộ lát đi bộ le lưỡi khóc giờ mình dạ. đi vòng tròn luôn đi ha ôi rồi này nhãn tiêu sợ anh này như là nhãn tiêu quá gì anh cái này nhãn nhãn y đo vậy hả ừ. Ôi quá trời luôn dạ mọi người ơi tối nay em ngủ cả ảnh luôn mọi người ơi cái nhãn trái dữ dằn không bây giờ dễ dụng ta ăn được hay là phải mua hay sao cái này nó chưa có chín tới vài bữa nữa nó mới chín tới ừ còn nhỏ ừ. Cái này nhãn này còn nhỏ mà chưa trái chưa bự rồi 200 chụp hình ơi quýu luôn rồi chẳng mẹ rồi quá đẹp kiểu này chắc mà mốt vô thành lên xung khuất luôn á xung khuất
Ồ, ở trên cây quá trời luôn, đẹp quá. Vui tính nhiệt tình nha. Chuyện cũng tiếu tiếu. Quý cô chú anh chị là muốn về khu vực biệt vườn sinh thái Thiên Phú ở xã Bình Hàng Trung hả anh? Đúng rồi, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Mới mốt anh Liên về đây làm chủ ở đây luôn rồi mọi người ơi. Dạ. Em làm chủ luôn, em giữ biết không, giữ trên dây. Vậy. Chị Hoài nè, nhắc này mới gặp hoài. Dạ. Coi lên gặp chị Hoài bữa nào cũng coi á. Dạ, có ơn chị nghe. Dạ. Chào. Dạ, vậy. Đây là ông chủ miệt vườn nghe, chủ mà khu lịch sinh thái. Vậy làm chủ đó hả? Dạ, em là sắp sửa là vợ của ảnh, em làm sắp sửa làm chủ luôn. Chủ giữ người trên dây. Bữa nào cũng coi lên mạng, nằm nhà coi chị ca. Dạ. Thấy không? Đây nè, bông lung bình cực kỳ không? Dạ. Cô bấm vô là mấy kênh này mốt của cô luôn đó. Dạ, đúng rồi. Đang trồng chứ. Dạ, ai cứ cười cho chồng cái lên nè. Có đâu, cứng cự. Nào có không ấy ba đi chứ. Cuộc tình tới ba. Đây là cái homestay đang xây dựng, đang làm. Gần cũng như gần hoàn chỉnh rồi. Dạ. Ồ, làm như kiểu này là tiền lắm anh ơi. Đúng rồi. Đây là homestay nè, homestay là đang làm xây dựng hả? Ở khách qua đêm. Ở đây rất là yên tĩnh. Cái này các kiểu y chang giống kiểu nhà Thái á. Mình ngồi đây mình lùm bao ảnh coi. Xem quang lai. Dạ, ở đây là cái cầu này là cầu mà cái này cái giỏng bằng cây chứ. Giỏng bằng cây. Ngồi đó, ngồi gì đó. Làm cái này là tối chị nằm đó, chị chùi xuống ảnh nằm ngang ảnh đẩy lên á. Dạ. Dạ. Trời. Cái này là để cho mình coi tình chút được không anh? Đúng rồi, là cho thổ BO lên nhưng dạ, mà có con cái mình mới làm thôi. Anh cứ khờ. Ai cứ khờ. Anh cứ khờ. Rồi đi theo chủ rồi, tâm sự mà, tâm sự không cần vô. Đâu có. Theo giữ mà được. Ham làm thì kiểu này là cũng không bộn tiền đó, nhiều tiền vốn mà nó chơi thôi. Nhưng mà mình làm cho nó tới. Là cũng của mình luôn anh. Bên kia thì chúng ta còn từ đây qua mình. À bên kia là vườn ổi của ta ha. Không sao đâu, thầy rồi mình đi vòng vòng ông chủ dạ. Mà thông tóm cái đó luôn là thành có vườn ổi nữa ha. Ở bên kia vườn ổi bên kia. Ở nằm bên đã qua bên cái dòng kênh giao qua bên kia. Cái ruộng sen bên á. Còn bển khu nữa. Còn bển khu nữa anh. Nói chung á là lúc trước hướng dương nó đầy rồi, hướng dương mới vừa tàn. Nổ màu gà lên. Cái là thành cây mồng gà đó anh ương hay là anh mua cây về anh trồng anh ương hả? Thì sao hay là cái hột nó bắt đầu rớt xuống lên luôn hột. Dạ. Đây nè. Dạ. Hột lên nè hột đây nè, nó rớt xuống đây nè. Rớt xuống là tự nó lên luôn sao vậy hả? Nó mọc lại luôn ha. Đúng rồi. Qua mồng gà đẹp quá, chành bông tặng người yêu luôn anh. Vậy hả? Bông mồng gà này, bông mồng gà đây mồng hả? Con mồng gà không im mà mình phải hái bông bụp á. Bông bụp ha. Bông bụp tặng mấy nghe. Màu gà, bông gà. Còn mấy cái này là để mình làm, để mình xuống mình bơi. Cái ý nghĩa của nó là mình làm ở đây á. Ao tắm là để tập thơ. Tập bơi cho. Ao tắm tuổi thơ nha. Ao tắm tuổi thơ để mình tí lần cho bơi từ đây qua bển. Đây nè, đây thẳng kia, ví dụ như cái lượng người bao nhiêu cũng được. Nhưng mà mình làm như vậy á, là nó sẽ na ná như một cái dòng sông. Dạ. Cho nên là xuống là nó có cảm giác giống như dòng sông. Thì nói chung ở cái miền Tây mình thì tôi cũng xác định rồi. Là mấy đứa trẻ miền Tây bây giờ nó không có biết bơi. Dạ, cho rồi, nên mình tạo điều kiện để cho mấy đứa biết bơi. Dạ. Tại vì cả đời không lẽ mà chạy không chạy xe hay đi bộ gì không văng sông lần nào. Cho nên phải tạo cái kỹ năng. Dạ. Đó là cái hướng nó vậy đó. Mà cái hầm này nó sâu không anh? Này tại vì ở lớp ở dưới á, là anh sẽ là làm bằng dán hết. Yeah. Cho nên là xuống sình nó sẽ không lên. Yeah. Nó thì nó từ ở mí này xuống nó nằm tầm khoảng 8 tấc. Yeah. Xuống tới lớp dán chứ. Cạn. Ở cái em bé nó tắm rồi. Đúng rồi. Ông làm này bảo đảm an toàn à. Thấy có cái khu mà chạy cầu khỉ, chạy xe đạp qua cầu khỉ là ở đâu anh? Khu đó ở bên ruộng sen bên á.
À, ở bánh nó có mấy đảo qua là cho chị Ca Linh đi chạy xe đạp qua cầu khỉ đó. Ờ đúng rồi. Chạy qua thì khỉ khô, rớt xuống khỉ ướt. Ờ đúng rồi. Rớt xuống khỉ ướt phải à. Rớt xuống khỉ ướt. Mình tổ chức cuộc thi giữa anh chủ với chị Ca Linh với anh Cứng Khừ ha. Còn ai nếu mà đọt cho nhất thì ghi sản phẩm đem về nhà. Sản phẩm bằng bằng chị Ca Linh ha. Nó là một giải thưởng. Bỏ anh Cứng Khừ buồn rồi. Anh Cứng Khừ. Bỏ ngồi Cứng Khừ tội nghiệp không? Dạ không, ảnh mệt rồi. Ảnh vậy đó, ảnh đi tía, ảnh biết thiệu hả? Chưa nói không? Nổi không nổi cắn răng chịu đựng 3 tiếng đó anh. Nói nổi không nổi cắn chịu đựng cắn răng chịu đựng 3 tiếng. Hay chuyện đó chứ sao giờ? Ờ. Rồi 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 mình đi qua đây đi. Rất là vui tính và dễ. Nói chung là mấy cô chú chị hay là anh tính ở đây thì nó sẽ có giống như ở trên đường mình đi á, là nó sẽ là chanh dây đó, đây bọc đó cũng chanh dây. Còn ở cái này anh thiết kế một hàng trồng khổ qua vừa thu nhập vừa lấy mát luôn á, đẹp lắm. Ừ đúng rồi. Cái gì khổ qua nó trái trồng trồng mà rất là đẹp ha, mà trên dây này cũng bán cũng có tiền lắm á anh. Ừ, rồi trên dây cũng mắc lắm á. Biết biết làm gì không? Mấy đó khổ qua xào thịt bò. Ừ xào thịt bò. Ừ. Đúng rồi. Thấy tận dụng thu nhập luôn. Anh trồng dừa nó thêm cũng được nữa, dừa lụng á. Dừa lụng nằm ở dãy bên kia. Ờ có hàng có một khu kiểu khác nhau ha. Ừ, còn ở đây là anh chạy ha, vậy anh thấy cái đống củi vậy? Nữa đốt lửa chạy, tối nay mình đốt lửa chạy ở đây nè. Còn đây là xây dựng là ba trái tim nha, một trái tim lớn nó đậu hai trái tim nhỏ trên này. Chạy luôn nha. Là giữa trồng sen. Thôi để tối ai đốt lửa chạy đốt em anh vô trong bụi lùm ấy nha. Vô làm gì chẳng vui không? Dạ vô bụi lùm nó vui lắm à. Vui lắm hả? Ờ dạ, vui hơn lửa chạy nữa. Không có nghe nghe nói vui chịu hả? À? Dạ. Còn đốt lửa chạy làm đốt đốt còn đó tối nay đốt lửa chạy tại vì dạ. Có cái đòn của có một đòn người ta đặt trước á. Dạ. Ừ, vậy hả? Ừ. Mà không tối đốt lửa chạy là vui lắm á anh. Ừ, đúng rồi. Cảm giác là mình về làm nông dân á là phải về đây nha. Dạ. Ờ mộng của em nè anh. Mộng gạo của em nè. Nè cái mộng này của em mới đẹp nè. Cái mộng này của em mới đẹp nè. Cái mộng của em nè. Kìa kiểu quá. Lâu vẫn giỡn chơi vui vậy ha. Dạ. Tại vì mình nào giờ chưa mấy anh cũng chưa có qua đây lần nào luôn mà đúng không? Chỉ lần này là lần đầu tiên luôn đó. Dạ. Ở đây nè là tối nay sẽ có tổ chức có chuột lửa nữa nha, chuột lửa đốt đốt lửa đó, đốt lửa chạy. Tới đây đốt lửa chạy, kêu đốt lửa chạy á. Tối nay có hát luôn nha. Ờ có hát luôn. Rồi. Tối nay mình đốt lửa chạy. Đốt lửa chạy đây, chạy đây. Đó. Ừ. Nghe không? Ông chủ rất là chu đáo, chuẩn bị đầy đủ hết trơn luôn. Rồi ai đốt lửa chạy đốt đi để em kiếm chỗ tối nay em với ảnh. Chỗ hả? Ờ anh ơi em vô đó được á, anh đi không ai vô đó là anh qua lộ không ngừng bóng ra. Quậy ổ ha, quậy ổ, quậy ổ. Quậy ổ đẻ. Còn ở đây là cái dòng kênh qua nha. Ý cái dây cái dòng kênh súng. Đó. Dòng kênh là dòng kênh súng là bông súng cộng lại là